Ta sang bài tập số 4. Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh A, điểm M thuộc AC sao cho CM bằng 2 phần 5 CA. Ý thứ nhất là chứng minh rằng vector BM bằng 3 phần 5 vector BC cộng với 2 phần 5 vector BA. Thứ hai là tính tích vô hướng của các vector AC nhân với DA và vector BM nhân với AC. Ý số 3, ta yêu cầu ta tìm tập hợp những điểm M mà thỏa mãn điều kiện là tích vô hướng của MA nhân với MC cộng với tích vô hướng của MB nhân MD bằng A bình. Thế thì ở đây hai cái ý 1 và 2 rất dễ dàng nên em tự giải. Gần ý 3 thì hướng dẫn như sau. Chúng ta nên dùng cái kỹ thuật chèn thêm điểm. Thế thì trong trường hợp MA nhân với MC chúng ta chèn thêm một điểm K nào đó. Điểm K đó ra sao? Ta tạm thời gọi K là điểm thỏa mãn chấm hai chấm và tốt nhất nên để trống. Thì khi đó ta sẽ viết cái tích MA nhân với MC bằng MK cộng với KA nhân với MK cộng với KC hay bằng MK nhân MK thành MK bình cộng với MK nhân với KC rồi lại cộng với MK nhân với KA, tức là ta đặt MK ra ngoài thì trong còn KA cộng với KC và cộng với KA nhân với KC. Đến đây chúng ta thấy có cái tích MK nhân với KA cộng KC. Nếu như ta đặt điểm K sao cho KA cộng với KC bằng vector 0 thì toàn bộ cái phần này sẽ bằng 0. Nên lúc này ta phải điền vào thỏa mãn điều kiện là KA cộng với KC bằng vector 0. Thế nên MA nhân MC ta sẽ được bằng MK bình cộng với KA nhân với KC và bằng MK bình. Ta đã biết rằng là khi đó để KA cộng với KC bằng 0 thì điểm K chính là trung điểm của AC. Vậy thì vector KA nhân với vector KC sẽ bằng độ dài của đoạn KA tức bằng AC trên 2, tức là trừ đi, xin lỗi, là cộng với độ dài của vector KA là AC trên 2, mà AC thì bằng A căn 2 nên là ta có A trên căn 2 cộng với KC cũng bằng A trên căn 2, xin lỗi, nhân với KC cũng là A 2, nhân với cốt của góc xen giữa hai vector này chính là góc tạo bởi vector KA và KC 180 độ có cốt bằng trừ 1 nên đây ta nhân với trừ 1 thêm bằng MK bình trừ đi A bình trên 2 và hoàn toàn tương tự như vậy ta sẽ được MB nhân với MD cũng sẽ bằng MK bình trừ đi A bình trên 2. Như vậy thì từ đây ta suy ra MA nhân với MC cộng với MB nhân với MD sẽ bằng MK bình trừ đi A bình trên 2 rồi lại cộng với MK bình trừ đi A bình trên 2, tức là 2MK bình trừ đi A bình thì lại bằng A bình. Hay suy ra là MK bình thì bằng A bình, hay suy ra MK thì bằng A. Vậy trong khi K là trung điểm của AC cố định, do đó ta có tập hợp điểm M
nằm trên đường tròn hay là thuộc đường tròn? Tâm ca, bán kính, đúng bằng A.